Chào cô chú anh chị em đã trở lại kênh nha. Hôm nay mình đánh lưới nước xấu nên mình tranh thủ mình đánh sớm nha cả nhà. Đánh mạnh là trời gần sáng mình mới đánh được mạnh cho trong. Là mình cúp bóng này làm là xong là hết đèn đó nha cả nhà. Sẵn sàng cả nhà ơi. Nào lưới là mình dục cái đóng biên ba đóng nha cả nhà, mình dục đóng dây biên tước xuống tước nha cả nhà. Rồi mình chạy gần tới gốc trà rồi. Rồi mình chạy cái trà nằm tên mình chạy dưới gốc trà cả nhà. Đèn của cây trà đây, sát bo sát gốc trà bụi trà luôn. Mình đang kéo gần hết lưới rồi nha. Có cá dũa không? Không thấy cá gì chạy, thấy mấy con cá con với cá dũa. Cái dũa dơ quá ta, nó giờ thu rồi mà ảnh mới nổi lên quá ta luôn. Cái dũa này là nó mau lớn, tháng này như tháng sau là nó bự cái ta à. Gần xong rồi mình tát xong rồi mình móc muối nè, không có thu mua nên mình muối lại sáng rồi sáng mình đến tiếp cả nhà. Có vài mà một cái vài con cá ngừ. Cái dũa này thường là trên chục ký, chừng 7-80 rồi cả nhà. Lớn nữa liền tâm. Cái dũa vậy là còn nhỏ, thì kia tháng sau là bự rồi. Đẹp ha, cái dũa vô đẹp ha. Hết rồi. Còn 70 cân, 80 cân cả nhà. Cá bự không cả nhà? Về xong xuôi rồi à, giờ mình đi xuống mình coi mình luộc mình bắt cá hay có cái. Nãy thấy có hai bà con cá tàm
cơm người gì mình chú mình luộc cho mấy anh cơm nguội, còn ai ăn mì bắt nước sôi cho mấy anh ăn. Thì muối cá, ăn muối cá xong ngủ chuyện giấc sáng, ngủ giấc rồi sáng làm tiếp nha cả nhà. Mấy anh mới làm muối cá, mấy anh cá mấy anh muối giờ sẵn sàng ăn cơm nguội. Cũng có tao cà phê tao bào luôn mà không có chỗ nào hé được luôn lắm rồi. Nước ngọt nghe cho ít ít không? Giờ bào cái nồi ăn cá luộc nha cả nhà, mình mới làm nước mắm xong. Bỏ bên cuốn rồi. Anh này là anh này là anh lùn mà biệt danh ảnh là Tư Ngu. Đây. Nước. Cá luộc ơi cả nhà ơi, cá luộc cá tàn luộc béo nghe cả nhà. Giờ ăn thôi, cứ chín đại cái đông rồi mới được nước sống rồi dở. Chín rồi. Có mấy tính dịch đẻ ấy vậy. Đẻ. Đẻ ngoài gốc lớp thôi vậy mà. Cá luộc này béo lắm nghe cả nhà. Mình để y si giải, y si con nha, mình luộc lên vô luôn á. Có luộc dịch nữa. Cuốn bánh tá. Mấy lần mấy tính dịch hả? Tính dịch hôm qua. Đây tới cả nhà ơi, đây. Mấy anh đợi từ nãy giờ. Mày thấy mà tao bốn cái bánh tạt đâu mà đủ mà chạy vô đây mà nhẹ không ai vậy? Đâu đủ mà mấy anh đợi vậy mà hả, mà hả còn sống á là mấy anh nhăn nghe cả nhà, mà hả mà đợi lâu quá mấy anh cũng la. Lấy dĩa được nó cắp cá lên đây nè ông lão. Đi. Thử chín đâu mà dĩa. Chín rồi. Bốn cái nó giạt ra hà mấy ông ơi, yên tâm đi. Chiều mới cơm chiều nha cả nhà. Bây giờ mới có 9 giờ mấy còn no nó làm bánh tám. Ghê đại luôn, ghê đại cho tặng cái bánh tấm nữa rồi. Gấp mẹ cho cái dĩa ông lão, ông ta con xin tít xuống đây nè. Con mình cứu con lão. Chứ tìm dùng nó chạy be be nãy giờ mà nó không vô lấy cái gì. Nước cả dưới anh, làm nước cả dưới. Đâu vô lên luôn. Ủa đâu? Không chết đâu mà. Có trong đụng tới bóc rồi. Hai ba đầu cắm đây luôn. Còn nước mắm đâu? Ủa dĩa cá đâu? Thôi ăn không thôi. Để đây này. Con mở luôn. Để nó đâu mày chấm đây chứ. Con ngon. Còn vô nữa con. Đứng nè. À, mình ăn xong rồi mình ngủ giấc rồi 4-5 giờ mình làm lưới tiếp nha cả nhà. Mời cả nhà ăn bánh tán với cá luộc không? Rồi con này con tôm bạc nè cả nhà. Nãy mình vớt bự ghê luôn á. Này đó, anh còn sống luôn nè. Con này là mực lá chịu lắm á, nó giống như tôm Nhật. Thường một cá chịu ăn cơm Nhật. Tôm này cũng 200.000 ký à. Khoảng 200, vì mình đi cào là 200. Anh mới làm lưới xong. Mấy anh đang tắt cá tước á, có hung mua đang chịu. Hung mua đang lại đừng chờ bắt cá luôn nha cả nhà. Một trời này mây ngày nay có nắng nè cả nhà. Nấu canh chua cả nhà ơi, có hai con 5 kg, có mấy con rồi cả nhà, dắt lớn cực cổ quá. Tăng này sao hẻo cá quá cả nhà. Đây một em nhồng rồi hết da luôn, 2 kg luôn. Đúng, bắt cá nhầm đó luôn. Đó, 2 con là đủ ăn luôn nha cả nhà. Ôi, bự. Có mấy cá rồi cả nhà. Mình lên 2 cá nhầm xuống dưới đây. Hai con 4 kg mấy nha cả nhà. 4 kg không? Ba con.
nấu canh chua cả nhà ơi. Cái tán hả? Ờ không, cá tươi coi đẹp ghê cả nhà. Máu rồi, chắc là máu rồi. Hôm nay mình nấu có nồi canh chua cá nhồng sáng nha cả nhà, hai con. Canh chua đậu que nha cả nhà. Này chín rồi. Thử khóm cho nó thơm cả nhà. Hôm nay mình chưa sẵn mình dọn cơm cho mấy anh ăn liền ngủ nghe, ai câu cả nhà. Con dính một con cá nút lùi luôn. Thì nó con giá đó vậy đó. Mà tại thấy bự ham. Con này 1 kg á. Con này vừa đúng 1 kg luôn. Rồi. À, mua vàng luôn à. Lùi ăn ngon à. Bán trái gì 20.000 nhiêu. Miếng lùi này nó còn ngon hơn cá đỏ nữa. Cá nữa đây. Cá gì bang bang ra ngoài không ta? Dính rồi, dính rồi. Cá tam, cá tam, cá tam. Sao dưới nó không ăn mày lên đây nó tung kìa, anh mới lên. Nó chạy tuốt ra ngoài luôn. Nó câu dưới đáy thôi. Chạy lên á. Vụ coi nãy không mắc thêm cả. Chạy vô, chạy vô, chạy vô. Đang chạy vô không biết cái gì. Quịch gì ông nội ơi, cá cam ấy cái thừa tướng gì. Hay. Từ từ. Hồi tướng. Rồi sáng lên, được rồi, nhanh lên. Nhẹ lên, liếc. Dạ rồi, thầy nó bự mà. Cái luôn. Hồi tướng. Lên bờ lưới lặn mồi rồi, kiếm mồi đâu. Bóp không bóp nghe cái mang nó giải cái kỳ nó đâm vô cái tay nè. Ta đi lên thừa tướng lên nãy nha. Xui. Đi lên đây. Điểm ăn câu quá tay luôn. Đó. Có quay tao về mày. Chán gì. Mới ăn cơm xong, mình mới rửa chén xong. Anh hai là ngồi ngoài nắng câu cá luôn nè, thấy hương không cả nhà. Nãy giờ về hai cá ăn mà mình đang giờ làm việc mình quay không được. Nắng lên hai, không đợi nón lên hai. Bệnh á. Hương không ạ. À. Ở nhà mấy bà mua thịt heo ăn là chết luôn ạ. Cần chỉ không để cho vợ con ăn thịt ha. Vợ con thịt mình ăn cá. Thôi mồi mực. Mình hai mồi luôn nhóc tân luôn. Bả mình đã đang sang mồi. Nãy giờ anh hai câu cũng bọn mà. Một con tê bồ. Cá đẹp không? Rồi cá miếm. Con tê bồ, 2-3 con cá miếm, 1 con cá tàm với dưới con tê bồ nữa. Thì câu hết mồi câu rồi, dùm ba ngủ sớm. Cái trưa nóng ngủ không được. Coi nói chèo đề máy vô. Cô Út nãy giờ mấy con rồi cô Út? Út đang dính đây. Lên cơ bắp luôn ha. Ăn tọa 2 tọ cơm không à. Thấy đâu? Nặng không? Nay nó chịu về cá ba cá hệ, nó chịu về trà là ỏi con cá bí, ủa cá miếm, ỏi coi trình bóng rồi, hay quá, ỏi lên trời, đang ngay người thích trình bóng nữa, nó quấn rồi lấy dao cắt thôi, ỏi nó vuột ơi chừng nó lùng chứ quý nó lùng. Làm gì lấy dao bự nó này lùng nữa không này thôi. Cái dao này xuống chặt, chết. Rồi, vậy chết. Chết đâu mà chết. Sẵn cái dao nó xuống. Rồi gãi cái cán dao là lòi luôn á, cái dao mới đem mà la mắt rồi. Chết rồi. Thôi chặt cho đứt ra luôn ơi. Chết chưa? Chết rồi. Con này nửa ký không bố? Ôi. Được à. Rồi, sao phân? Nửa ký luôn cả nhà, con này mà nấu kali là chảo hai vợ chồng ăn vừa luôn á. Nào mày, đã dao nè. Dao này đâu? Để đó đi, rồi dẹp. Dẹp ba quân. Cái này tắn đây đừng cho chạy lại rồi, ok. Đâu. Thông minh lấy trái.
nó đi đi luôn cá. Thầy bắt Út với anh Lùng không có cái mồi câu, anh ngồi chờ im im mát mát, da lại ngủ. Ông chờ sung dụng nó mẹ đi. Ngủ ngủ dắt ghe mà tơ mà ai có yêu cầu có người vậy là vậy hết tơ nha cả nhà, bị mà lục lịch là ngủ không có được. Chừa muối mồi, chừa mồi câu này của chú Mười, chú Mười mấy con rồi ăn lia lịa mà có ba con. Áo anh lách dai. Hồi sáng hả? Cả anh bự. Con ký luôn. Muối về nhà ăn hay sao? Muối nhà hả? Chính con đầu tiên rồi, quân chạy ra. Cả cả anh cả ký mấy luôn. Anh hai với xui câu được nhiêu đây nè? Cả nước luôn rồi, phải vui á. Cá hệ không à? Ba, bốn con cá, ba con cá miếm. Miếm với một con cá bí với một con cá hồng câu, ủa cá hanh thì bồ cá hồng, cá hanh bằng nhỏ hơn cá hanh của chú Mười. Cá hanh này mà hấp hồng câu nhậu ngon lắm nha cả nhà, nó kho với nấu chua thì không ngon, không ngon bằng cá đỏ mà hấp thì nó ngọt, thịt nó dẻ hơn. Trời này mà xui không mặc áo rồi lát lưng luôn, không đội nón luôn, dân biển là vậy đó, đầu tằng vậy đó, quen trời sốc luôn, sẽ sốc luôn. À, rồi xui vô cá hệ rồi, anh hai luôn rồi hai người luôn. Bự quá nó không có nhạy, cá mực chìm câu nhỏ càng nhỏ thì nó càng nhạy mà dính mình phải khéo tay cả nhà. Thành cho cá miếm nữa quá, anh mới dính con cá miếm, miếm là cứu luôn. Miếm đẹp ghê, miếm mới bắt đẹp. Ủa nó giục lưỡi luôn rồi, hên lại hên quá hên, thôi lại xảy lại kéo miếng còn nửa ký chúng ta không tới quá này, 4 gram à, 3 gram mấy, 4 gram, 3 con hay hơn ký chết tôi. Ở cá tạm cá vậy biết nào có tiền cả nhà. Nè nữa. Tầm dễ thương với. Cá nục. Em đông rồi, em xui quá em đứng em con. Rồi mới lên tước là xui gọn dính con cá miếm, là anh Thanh dính con, anh Hai dính con nữa đó. Mày xuống đây dính nữa hả? Vậy mày ở đây cho tao dính cái mày hên. Minh Quân đang đang vô đồ. Rồi là cá. Cáo cá lội ngắt luôn. Cáo cá. Cáo cá mà văng mắt ra ngoài luôn hả? Đâu đâu quay ra đây. Con nhận lại cơ bắp ghê ta. Đâu. Anh quay nó đuôi mắt, đuôi kéo nó lên đuôi mắt nó luôn đâu hả? Ờ cái này nó có tặc.
phạt về ông cạo lên nó đuôn mắt nè. Nó đuôn mắt nè, nó mới ăn nè. Rồi nó xớt cái hàm, muốn xớt cái hàm ra luôn rồi. Nó đuôn mắt nó ăn cái lưỡi câu này nè. Ai ăn nhiều có lực ghê. Chú Nam mình đang làm gì nè cả nhà. Rồi vô ngay gốc trà luôn. À con nhại mà đi xe xéo la gốc kia. Ôi. Yếu, người sức già yếu cho nên gì không nổi cho mọi người, đứt con gà không nổi cho mọi người. Ai sẽ là người ra đi. Đây, một cuộc chì với. Mà thả mấy loại cá này là nó ở gần gốc trà mình câu mới dính cả nhà. Xa là chỉ có cá đồng hoặc cá bạc má mà có nó có ăn nó dính cái nụng nó nằm xa còn dính con hay con. Chứ mấy cá này là nó ngoài xa câu ít gặp. Ở dính. Tài cạo lên mà nó ăn nè, chạy theo nó ăn nè. Cá nó đang chạy mà. Nó chạy quá. Nó chạy phải gì vậy? Gì vậy? Cha. Rồi thêm một người dính trà nữa. Thêm một người dính trà anh làm tới đâu. Một em dính trà nữa. Rồi kỳ đức luôn. Tiếp một người kế một người thứ hai. Thôi giờ cá thưa ăn rồi cả nhà ơi, mình đem điện thoại lên mình tải mạng để chút mình ngủ, mình theo điện thoại tên cái hũ á. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cuối video của mình nha, chúc cả nhà luôn nhiều sức khỏe, bye bye.